chào các bạn. Mình tên là Long, mình 24 tuổi, đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay mình đậu được visa đi du học Mỹ. Thật sự là rất vui, cũng hồi hộp lắm mà nhưng cuối cùng cũng qua. Nhân đây mình muốn chia sẻ với các bạn là khi đi thi thì tự nhiên chút không nên lo lắng quá. Thì nó cũng nhìn vào nét mặt của mình rất là nhiều và hỏi thì cũng không có nhiều hết. Vì vậy các bạn hãy tự tin lên rồi cứ nói chuyện bình thường giống như nói chuyện với bạn bè là được. Mình chọn Mỹ học tại vì Mỹ là đất nước tốt về giáo dục, một bằng cấp của Mỹ thì sẽ là có lợi thế khi mình tìm việc làm ở Việt Nam. Và mình ở bang California, mình làm hồ sơ ở Tân Đại Dương do chị Oanh trách nhiệm. Chị rất là nhiệt tình và chu đáo. Khi mà học phỏng vấn thì mình học với thầy Khôi, thầy cũng nhiệt tình lắm. Chỉ cần không hiểu gì là hỏi thầy là thầy trả lời gì. Rồi khi mà mình thắc mắc bất cứ về cái gì thầy đều giúp mình rất là nhiệt tình. Bây giờ mình rất là cảm ơn thầy. Khi làm hồ sơ thì chị Anh kêu mình đưa học bạ, rồi chứng minh tài chính, sổ tiết kiệm, các tài sản mà gia đình mình có. Một tháng sau là mình có E20, sau đó là mình chọn ngày thi phỏng vấn. Các bạn đừng chọn ngày quá sai. Khi có E20 thì hãy chọn mấy cái ngày gần chút để mình có tinh thần mình học phỏng vấn nhanh hơn, để lâu quá mất công mình lại bị chậm quá nên năm ra mình không có tinh thần. Ban đầu thì mình sẽ học ở trường Sierra College ở Sacramento City. Mình học quản trị kinh doanh bởi vì nó là một môn rất là phổ biến và là rất là dễ để học hơn. Ban đầu thì mình sẽ học khóa tiếng Anh trước, sau đó thì mới vô hai cao đẳng, sau đó thì mình liên thông đến đại học California State University, cũng học được 2 năm xong rồi mình quay về. Khi quay về Việt Nam thì mình sẽ quản lý công ty của gia đình mình và tìm một công việc tốt ở Việt Nam. Khi làm hồ sơ thì mình không có phải lo lắng gì hết, tại các chị làm rất là nhiệt tình. Chỉ cần các chị kêu mình đưa hồ sơ như thế nào thì mình đưa, xong rồi các chị làm hết cho mình. Chỉ có đến lúc mà mình đi phỏng vấn thì mình mới tự làm cho chính bản thân mình thôi. Mình cảm thấy là ở Tân Đại Dương thì rất là tốt, chi phí phải chăng, với lại Tân Đại Dương cũng làm rất là nhiều người rồi nên nó rất là uy tín. Mọi người có ý định du học thì hãy chọn Tân Đại Dương. Mình học phỏng vấn thì có rất là nhiều người đậu visa và về chia sẻ với mọi người trong lớp, không biết cảm giác đó như thế nào. Nhưng khi mà đi phỏng vấn xong thì cảm thấy rất là nhẹ nhõm và vui. Đầu tiên thì mình chia sẻ niềm vui đó với gia đình, sau đó thì mình đi đến Tân Đại Dương để báo cho chị tư vấn. Em thật sự rất cảm ơn chị Oanh, tại chị rất là nhiệt tình. Và thầy Khôi nữa, thầy Khôi thì bất cứ những gì mình thắc mắc hoặc là cái gì đó thầy đều giúp mình từ mọi việc, như là đôi khi những câu trả lời của mình không đúng, thầy cố gắng chỉnh sửa sao cho nó dễ hơn và giúp cho mình. Cảm ơn các bạn đã xem.